chào mừng các bạn đã đến với kênh Kim Hòa Fashion nha các bạn. Thì như là cái clip đầu là đi tham quan vườn chôm chôm, sau đó rồi bây giờ clip này mình sẽ giới thiệu với các bạn gia đình mình, mấy chị em sẽ đến vườn bưởi nha các bạn. Thì cũng đi một ngày đó, mình đi tới hai vườn lận đó. Và bây giờ mến chúc các bạn một ngày thật là nhiều vui vẻ và nhiều sức sống nha các bạn. Để mình đi đến nhiều điểm du lịch để mà cho biết tham quan cảnh đẹp của quê hương mình. Rồi bây giờ mình xin giới thiệu với các bạn, mình đã đến khuôn viên sân vườn Green Garden ở tại Long Khánh luôn nha các bạn. Đây là một cái hồ ha, và có những cái resort. Thì ở bên trong này thì sẽ có một khách sạn để cho các bạn dừng chân nghỉ ngơi khi mà ai muốn đi thăm vườn ở Long Khánh đó. Rồi mời các bạn hãy xem mấy chị em mình chụp vài tấm hình nha. Bụi thiệt á, bụi giả. Người chụp người quay. Trời ơi, ổ ngãn dữ rồi. Gì mà ổ ngãn dữ rồi. Ôi, cây bưởi nằm trên cái chiếc tàu á. Có chiếc cầu cây bắc ngang qua xuống cao thật cao. Quay cái bưởi kìa. Quay đây nè. Anh Phú nó cười kìa. Bưởi sao đèn nó ra chụp hoài. Rồi quay cái bưởi gì vậy Lan? Rồi nè. Cái bưởi không thấy giống, không giống cái bưởi. Cái gì? Cái lá ngọ hả? Cái này. Đầu tiên. Đầu tiên chứ phải bưởi bây giờ đó trật nữa phải không? Rồi đi ra. Nè cái cầm đi. Cầm một tay, tay cầm cái dù mới ghê. Nó thì ủa, nó thì ủa. Rồi thì bây giờ cả nhà mình đó, các bạn chị em mình sẽ theo chân của cái bạn này nè, là bạn của mấy của đứa cháu, dẫn mình vào bên trong có một cái nhà hàng Green Garden để mình ăn trưa nha các bạn. Rồi mình sẽ review những món ăn cho các bạn xem ha. Kệ anh chị đi vậy. Rồi thì xin giới thiệu với các bạn món đầu tiên khai vị cho bữa ăn hôm nay, đó là món mực chiên giòn nha các bạn. Ở bên trong có sốt, mình có thể chấm với lại tương ớt ăn rất là ngon ha. Nụ bí hả? Nụ bí không phải, em nói là bí cổ. Tại vì nó nhỏ nên cho bí tưởng là bí còi. Rồi cảm ơn. Còn cái này á, các bạn biết gì không? Đây là con cá trích, gọi cá trích đó các bạn, mà người ta thường ăn sống. Thì cái này cũng bánh tráng ăn, nhưng mà không có thích hợp với khẩu vị của mấy chị em mình, bởi vì nó còn sống đó các bạn. Món này chỉ để dành cho những người biết nhậu á, rồi ăn cho nó bắt mồi thôi. Đẹp đẹp. Rồi bây giờ là tiếp theo là cái món gà nướng với lại cơm lam nha. Thì như cái món này á, ở trên Đà Lạt, ở vùng cao nguyên người ta làm ngon hơn, ở đây thì nó không bằng. Nhưng mà cái xôi nướng này ăn cũng ngon, nó béo béo các bạn. Đang hòa bánh đi nè.
Thì ở chỗ này đó, ở chung quanh đây cũng thoáng mát, ngồi ăn cũng rất là có khung cảnh hữu tình lắm nha. Rồi mình đi chung với bạn lại mấy cô cậu nhỏ nhỏ này nè, cũng vui lắm. Cũng biết lo cho những người lớn tuổi. Cho nên là bữa hôm nay mình đi tham quan vườn cũng rất là đầy hợp lý và rất là vui nha các bạn. Và có một bữa ăn rất là ngon miệng luôn. Đó, đẹp quá. Công làm cái này cũng làm đẹp. Cắt theo cái chiều rồi cắt theo. Mấy em tùy theo một chỗ má vậy. Còn cái món này là lẩu ha nha các bạn, lẩu cá tầm á nha. Cá tầm là cá của nước nào, nước Nhật hay nước Nga gì đó. Mà một con gì là khoảng 3 kg thì người ta gọi là hai món. Cá tầm nấu lẩu với lại cá tầm ướp nướng nha. Thì cái món nướng thì một lát nữa người ta đem lên sao. Bây giờ mình tạm thời mình ăn canh chua lẩu. Bây giờ mình xin mời cả nhà hãy cùng nếm thử qua cái món lẩu cá tầm này với mình nhé. Thì theo mình thấy thì ăn cũng được, chua chua ngọt ngọt dễ ăn các bạn. Rồi bây giờ cái này là cái món này là cá nướng nha, thì cũng là một con cá tầm đó mà chia làm hai món. Người ta lấy khúc mình ra, người ta ướp, người ta nướng, nhưng mà có cái là ướp nhanh quá cho nên nó chưa có thấm đó các bạn, cho nên ăn mình phải chấm tiêu chanh hoặc là mình chấm với nước tương, nước mắm gì đó ăn thì nó mới ngon ha. Đẹp quá ha. Đẹp luôn, sen nở. Vô kia sen bút. Rồi xong ăn xong rồi đó các bạn. Sau khi mình ăn rồi thì mình sẽ đi ra ngoài để tham quan khu vườn ngay chỗ cái sân vườn này ha. Rồi cũng chị em cũng chụp vài tấm hình chơi cho vui. Sau đó rồi chuẩn bị đi thăm vườn bưởi nha. Mời các bạn hãy cùng theo chân chị em mình để đến vườn bưởi nha các bạn. Nằm dưới đất kìa. Con giá bị rớt rồi. Chanh dây không? Chanh héo hả?
vườn bưởi. Đi vô đi, người mẫu đi vô đi ngó, có người mẫu đi. Có người mẫu chứ tự nhiên cái giường không nè. Hoa bưởi đó. Hoa bưởi để cho chống rụng tóc á. Đây. Trời ơi, trái bự quá. Chụp qua chụp lại. Trời ơi, bưởi. Hình như là còn nhỏ thì nghe nó bọc, nhưng mà lớn là tháo ra hay sao á. Thấy bọc cái vẻ nhỏ không hả? Vậy hả? Để quay cái trai tài gái sắc này coi. Đừng có live stream nha cô. Đừng có live stream. Trời trời ơi. Bưởi nè, nhưng mà mình chưa biết nào già hay không. Nè, chụp hình đi. Đúng rồi. Ôm cái bưởi chụp. Người ta chủ người ta biết. Ồ, đúng rồi. Đây hái một trái. Vàng rồi, chín cây rồi. Cái này da xanh rồi. Hái của em Vịnh nữa chứ. Trời ơi, đẹp quá. Ngọt sớt. Không, sao thấy giống nằm râu quá ha. Nó chín mình không biết được. Ô. Một em. Bỏ luôn hả? Ôi sao uổng hả? Nó bị ngựa vàng mới chích nè. À nó bị chích rồi. Ủa sao mình không biết không vậy ha? Nhìn không biết được á. Cái này bỏ là tại vì lý do là bị ông chích. Ông chích đó hả? Ông chích đó, ngựa vàng. Trời ơi, vậy mà nhiều người ta bán mình bị đó. Ngọt lắm. Chứ quậy mình bị đó quậy, kỹ mình bị đó. Mình mua mình không biết á. Trời ơi, cái này bị ông chích nè. Trời ơi, thọt bỏ kìa em ơi. Trời, lúc này là đỡ rồi, lúc trước á lên thọt cái chú Hùng sốt ruột luôn. Mà em thấy quá trời. Ủa này bỏ luôn. Ôi, sao bự vậy mà bỏ vậy hả? Nó bị chích á. Sao thấy hay vậy? Chích nó xì ra. Thấy hay thiệt á. Nó xì ra ngoài này. Vậy đó hả? Này nó kia hả? Ờ. Ra giường tự chồng thì biết. Trời ơi. Nó bị chích nè. Trời ơi, bị bỏ nè. Rồi. Đây một trái bưởi khổng lồ làm cho tôi phải khổ lòng. Rồi. Rồi bên kia thì quay cho hai người kia. Đó, nó chắc là nó dưới kìa đó. Chung chưa? Thấy không chưa?
Cái ngon nè. Rượu quá. Vàng đó. Cái mèo không lấy lại cắt đi. Có hai trái xanh đôi nè. Cái nào về đây đôi đi. Đi rồi hả? Có đi thẳng vô đây nữa không? Có đi vô nhà không? Vô nhà chính. Ui. Đây nè cái chỗ mình xem nè được nè. Không phải trên kia kìa. Trên xe có kìa. À đem xe đó. Trên xe đem xuống. Đó. Thu hoạch nè. Rồi rồi, lên thu hoạch. Bưởi nè, chuối nè. Rồi thì sau khi chụp hình và thu hoạch bưởi nè, rồi chuối nè, đây chị 7 và chị 8 sẽ trưng bày mấy trái bưởi da xanh rất là ngọt nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ vô mình cắt thử một trái da ăn thử coi nó ngọt không ha. Nhưng mà mình ăn rồi ngọt lắm. Đó, bây giờ nhờ ngọt mấy cái cô này nè, cô gọt ra rồi mình ăn ha. Ngon ăn thì được bưởi da xanh mà, cho nên ở phía trong nó hồng hồng. Đây, bưởi trên cây. Quá ngon. Trái bạn ngọt rồi. Ngọt ghê á. Ngọt. Tốt quá. Trời, nó phải nó giật nữa. Trời, nó giật hả? Tiền vô đó. Tiền vô, tiền vô. Tiền vô đó. Chắc chiều đi khám phổi. Tiền vô. Chiều ra chắc bị lầm phởi. Mặt chạy không phải giật hợp. Chạy nâu. Anh bấm gì nâu? Nâu quá không lòn gió mà sao lưng nát. Mày cửa da vàng luôn nè. Mày cửa da vàng. Cái này bỏ hả? Cái này bỏ hả? Da vàng bỏ hả? Cái bỏ đó. Hay là hoặc là lấy giống. Thôi bây giờ mệt quá đi nguyên này mời các bạn cùng ăn thử qua miếng bưởi nha. Bưởi da xanh nhưng mà ở bên trong rất là ngọt. Trời ơi, thôi không ăn cái đâu, ăn cái nó no. Cái bưởi này ăn cũng dễ no lắm, mà dễ tiêu mà dễ no. Nước, không có nước, ăn nữa, không ăn nữa. Có con gà kìa. Có con gà. Bà nuôi gà nhiều lắm nha. Người tu hành là tình hình con gà thèm cho là sao. Thì đây vườn mà rất là mênh mông luôn, hoa hồ cứ trồng cái gì cũng được. Rồi sẵn tiện nuôi gà, chăn nuôi luôn, nuôi gà, nuôi vịt, nuôi ngỗng. Lâu lâu bắt con gà ăn. Cái anh giữ vườn này ở con mình cũng buồn.
Không chi có hai vợ chồng thì vui, vợ ảnh ở dưới miền Tây, cho nên anh ở có mình thôi. À, lâu lâu chủ vườn là lên thăm quan và thăm hai vườn. Hai đứa này nó không có hai được mình đi theo. Rồi thì cuối clip này mình với là chị mình cũng sẽ đi về ha. À, cũng mệt quá rồi nguyên ngày luôn, và cũng không quên kính chúc các bạn được một ngày mới thật là an lành và hạnh phúc, nhiều sức khỏe luôn. À, và mình xin gửi đến các bạn bài hát Tình Đẹp Mùa Chôm Chôm nha. Bởi vì đi vườn bưởi mà không có bài nào mà có bưởi hết trơn á, thì thôi nghe lại bài này đi ha. À, mời các bạn hãy cùng nghe lại cái bài này của mình ha. Nhớ mùa chôm chôm trước, mùa chôm chôm kỷ niệm biết bao nhiêu nồng ấm. Có một chàng thiếu niên đời đô thành tìm xuân vĩnh long thăm bàn hiền. Định men xuôi thiên nên sắp đặt chuyện tình cờ. Các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Xin chào, bye bye.